Thầy cô giáo còn phải thực sự là những người truyền cảm hứng. Các bạn cấp 3 của em gọi em hồi đấy, hàng ngố. Thì cái hay nhất đến với học trò là một thái độ rất là giản dị, chân thực. Tuổi thơ thật chỉ mơ ước là mình có thể có được một chiếc áo dài. Đời ca còn mãi cho bạn cho tôi, tình yêu còn mãi trong trái tim này. Xin về ngày ấu thơ, tôi mong nhiều mơ ước dưới mái trường. Lời ca còn mãi cho bạn cho tôi, tình yêu còn mãi trong trái tim này. Để cuộc đời còn mãi bao nhiêu niềm vui. Lời ca còn mãi cho bạn cho tôi, tình yêu còn mãi trong trái tim này. Từng nụ hoa còn đẹp mãi có nhau trong đời. Ngày xưa thật nghe hồn nhiên, là tôi mộng mơ thần tiên. Trong ánh nắng mới ấm áp của tình bạn thân. Ngày xưa phượng rơi đầy sân, đàn ca hồn tôi nhẹ lâng. Biết đâu mai đây là nơi tôi đến. Khi người trao niềm tin, đưa bàn tay lên trái tim mình, cho bao nhiêu đam mê vang lên lời hát. Lời ca còn mãi cho bạn cho tôi, tình yêu còn mãi trong trái tim này. Để cuộc đời còn mãi cho tôi, tình yêu còn mãi trong trái tim này. Từng nụ hoa còn đẹp mãi có nhau trong đời. Ngày xưa thân nghe hồn nhiên, là tôi mộng mơ thần tiên. Trong ánh nắng mới ấm áp của tình bạn thân. Ngày xưa phượng rơi đầy sân, đàn ca hồn tôi nhẹ lâng. Biết đâu mai đây là nơi tôi đến. Khi người trao niềm tin, đưa bàn tay lên trái tim mình, cho bao nhiêu đam mê
Xin chào đón tất cả các bạn đang đến với chương trình Giai điệu kết nối của Đài Truyền Việt Nam. Xin cảm ơn Đàm Anh Duy đã vừa thể hiện cho chúng ta một bài hát rất quen thuộc đến từ Lam Trường, Cho Bạn Cho Tôi. Chúng ta cũng đừng quên cảm ơn ban nhạc của chương trình cùng nghệ sĩ Dương Cầm. Thưa quý vị và các bạn, có lẽ tất cả quý vị cũng sẽ đồng ý với tôi khi nghe một giai điệu nào đó với nội dung bài hát đó, chúng ta sẽ nghĩ ngay đến hình ảnh, có thể là quá khứ, có thể là hiện tại, có thể là tương lai. Và ngày hôm nay với chủ đề Trường Xưa Kỷ Niệm, những bài hát trong chương trình này sẽ đưa quý vị đến với những hình ảnh của mái trường, của bạn bè, của thầy cô. Và ngay bây giờ, hãy cùng tôi chào đón khách mời trong chương trình. Đó chính là một đồng nghiệp của chúng tôi, biên tập viên Thu ạ. Tôi không biết là lúc này sau khi nghe bài hát Cho Bạn Cho Tôi thì Thu Hà có nhớ về hình ảnh của mái trường ngày xưa không? Thực ra thì bài hát Cho Bạn Cho Tôi có lẽ là bài hát một cái một bài mà cái thế hệ tầm như em cùng với cả mọi các bạn thì chắc phải 90% là đều nghe Cho Bạn Cho Tôi và đều có lẽ là đều từng có cái kỷ niệm là ôm khoác vai những người bạn của mình và cùng nhau hát Cho Bạn Cho Tôi. Thì nó đem đến cho mình vô cùng là nhiều xúc cảm, bởi vì những cái thời khắc mà mình hát bài hát đó thì thường sẽ là những cái lần cuối cấp, những lần cuối năm và bạn bè chuẩn bị chia tay nhau. Và có lẽ đó là lúc mà mang lại cho mình vô cùng là nhiều kỷ niệm. Cấp 3 là Thu Hà học trường nào? Em học ở trường Hà Nội Amsterdam. Học chuyên ngành gì nhỉ? Em học lớp lý. Lý á? Úi dồi ôi. Tôi phải nói thật nha, tôi rất kính nể những người học toán lý hóa. Văn sử địa thì kiểu khác rồi, nhưng mà... Ngược lại thì bọn em sẽ rất là kính nể những người mà giỏi văn, có thể thuộc sử, thuộc địa, có thể phân tích được rất nhiều thứ. Còn bọn em thì đã quá quen với làm việc với cả những con số rồi. Mọi thứ nó rất là rành mạch. Nhưng mà hồi đó ở trường Am, tôi có rất nhiều bạn thì họ học một cách như chúng tôi gọi là quên thời gian luôn. Đặc biệt với những cô gái học lý thì tôi không biết có bị căng cứng quá không, chỉ đầu óc suốt ngày học tập hay không. Em nghĩ là một lần may mắn khi mà em rơi vào một cái lớp, tuy là lớp chuyên nhưng mà các bạn lại vô cùng là nghịch ngợm. Và các bạn ấy bày ra cực kỳ nhiều trò vè hàng ngày để chơi ở trên lớp. Và bởi vì thế cho nên là mình không hề có cảm giác rằng là mình đang ở trong một tổ của những người mà như mọi người tưởng tượng rằng là đầu to mắt cận chút xíu nào. Lúc nào cũng vô cùng là năng nổ. Và trường An thì ngày đó thì cũng có tiếng là về việc là vừa hoạt động vừa học hành, cho nên là em cảm thấy rất là thích. Vâng, hồi đó tôi cũng được đến trường Am chơi nhạc các thứ với bạn tôi mấy lần. Nhưng bây giờ nếu để lột tả độ khoảng 3 từ, 3 tính từ về một cô Thu Hà thời cấp 3 thì em sẽ nói gì? 3 em nhá, xin... cho hẳn 3 nhá, không phải là 1. Em xin kể một chữ thôi, là các bạn cấp 3 của em gọi em hồi đấy. Hà Ngố. Hà Ngố, đấy là biệt danh. Hà Ngố. Và cho anh hỏi khí không phải lý do tại sao? Trước khí vào trường Am thì em cũng đã là dân học hơi thiên về chuyên rồi. Cho nên khi vào trường Am thì mình cũng hơi thuộc dạng gọi là đầu to mắt cận. Và vì thế cho nên khi mà tiếp xúc với những người bạn của mình vô cùng năng động và giỏi giang lúc đấy thì mình trở thành Hà Ngố. Mình không biết nhiều về cuộc sống như các bạn ấy. Thế đến bao giờ thì Thu Hà mới biết về cuộc sống nhỉ? Giờ em vẫn không biết anh ạ. Bây giờ vẫn không biết. Em vẫn sau bao lắm. Nhiêu năm làm ở tại Đài Truyền Việt Nam là nơi mà chúng ta sẽ được giao tiếp với rất nhiều những luồng thông tin khác nhau. Tôi nghĩ là phải khác hẳn chứ nhở? Vừa rồi là đùa một chút thôi, nhưng đúng, em nghĩ rằng có lẽ đó chính là một trong những lý do khiến cho em cực kỳ gắn bó với công việc mình đang làm. Bởi vì cái giai đoạn đầu khi mà em đang làm một sinh viên, em được tiếp xúc với công việc này thì mình nhận ra rằng là mình được học hỏi quá nhiều từ công việc của Ban Thời sự, từ công việc của Đài Truyền hình Việt Nam. Mình được tiếp cận với rất nhiều mảng, rất nhiều lĩnh vực và rất nhiều vấn đề của cuộc sống, và điều đấy đã mở mang kiến thức cho mình cực kỳ nhiều. Quay trở lại với âm nhạc, nếu như nói về chủ đề của mái trường, thầy cô, bạn bè, thì Thu Hà có playlist nào độ khoảng vài bài không? Tôi sẽ nhớ về Cho Bạn Cho Tôi rất tình cờ vừa rồi. Tôi sẽ nhớ về Xe Đạp Ơi. Bây giờ chúng tôi sẽ mời Thu Hà hướng lên sân khấu để xem trong playlist của bạn có bài tiếp theo hay không. Ngày tháng trôi qua mau, cho lòng thêm nỗi tiếc. Một đời
Mặc dù không nằm trong danh sách mà Thu Hà đã kể với tôi về những bài hát với chủ đề mái trường, nhưng không biết bài hát vừa rồi có mang lại một kỷ niệm nào đó cho Thu Hà không? Bài hát vừa rồi thực sự là quá tuyệt vời vì nó đem lại cho mình cái sự rộn ràng. Mình nhớ lại về cái giai đoạn mình học sinh cộng với cả rất là tình cờ là cô ca sĩ hát trên sân khấu Tăng Ngân Hà thì lại học cùng với tôi vào cấp 2. Và chúng tôi đã cùng sinh hoạt trong một đội văn nghệ với nhau và nó khiến cho tôi chợt nhớ lại tất cả những cái ngày tháng mà mình sinh hoạt vô cùng sôi nổi ấy. Thật là tuyệt vời. Các bạn có kỷ niệm gì vui về nhóm thời gian đó không? Tôi thì tôi học lớp G, Tăng Ngân Hà, nếu tôi nhớ không nhầm học lớp D. Hồi đó còn có bạn Quỳnh Nga, Cá Sấu Chúa, Quỳnh Nga diễn viên và Ngọc Hân, Hoa Hậu. Chúng tôi cùng học trong khối đó và cùng sinh hoạt với nhau. Thế thì cái kỷ niệm lớn nhất của tôi hồi đó đó là mỗi một lần mình tham gia vào cái lớp văn nghệ thì cô giáo chủ nhiệm của mình lại nói rằng: Hà ơi, con lại đi nhảy múa hát hò đấy à? Bởi vì là từ ngày cấp 2 thì tôi đã học ở trong một lớp gọi là lớp chọn rồi, và cái điều tiên quyết ở trong lớp đó thì phải là học. Nhưng mà mình thì lại cứ là người không nghe lời cô giáo, mình lại thích sinh hoạt cộng đồng, mình thích sinh hoạt cùng các bạn và mình thích đi tập văn nghệ bởi vì đối với mình điều đó vui. Và thế là mình cứ cố gắng mình trốn cô đi, mình sắp xếp thời gian để lúc nào mà rảnh thì cô đi và các bạn trong đội văn nghệ thì che giấu cho mình cái điều đó. Quay trở lại với Trường Am, quay trở lại với lứa tuổi học trò thì Thu Hà có ấn tượng về một thầy cô nào đó không? Tôi vẫn còn nhớ cái ngày mà chúng tôi học năm cuối ở Trường Am thì tôi vẫn còn nhớ hình ảnh thầy giáo dạy sử của tôi lúc đấy, người thầy tóc bạc trắng và lại dạy sử ở lớp lý nữa, thì anh có thể hiểu rằng là đôi khi cảm thấy là có lẽ là các bạn ấy không cần mình lắm hay sao, thì có thể vẻ như là thầy cảm thấy rất là buồn khi mà các bạn ấy mải nghịch ngợm. Và đấy là một người thầy giáo cực kỳ kinh nghiệm, thầy không khóc ở trên lớp nhưng mà thầy buồn và thầy ngồi xuống. Và khi thầy ngồi xuống thì cả lớp chúng tôi bỗng nhiên trật tự. Và tôi sẽ không bao giờ quên được cái hình ảnh lúc đấy, đó là người thầy giáo già tóc bạc nói rằng là ngày hôm nay tôi dạy các em thì có thể với các em kiến thức nó không quan trọng, nhưng mà sau này khi các em bước vào đời và các em nhớ lại những cái ngày hôm nay thì có lẽ các em sẽ cảm thấy tiếc nuối vì mình đã quên mất rằng là mình không nạp cái kiến thức đấy hôm nay, chỉ thế thôi. Thế là từ sau đấy, cứ đến giờ sử của thầy, mặc dù là giờ sử nhưng mà toàn bộ 40 mấy đứa lớp lý đều luôn luôn ngồi im và nghe thầy. Tôi nghĩ rằng là cái lời tâm sự đấy của thầy nó đi vào lòng người nhiều hơn tất cả những lời quát mắng hay là những lời trách cứ nào đấy chúng tôi đã từng nghe. Xin cảm ơn Thu Hà. Với mỗi chúng ta thì ai cũng sẽ có kỷ niệm về mái trường. Có thể kỷ niệm về chính ngôi trường đó, có thể kỷ niệm về bạn bè, có thể kỷ niệm về thầy cô. Và một bài hát ngay sau đây sẽ minh chứng cho điều đó, một bài hát mà tất cả chúng tôi đều yêu mến, đều nhớ và thuộc giai điệu nằm lòng. Như mỗi lần khi nghe được bài hát đó thì như nhìn thấy những người bạn, nhìn thấy mình được quay trở lại quá khứ. Và ngay sau đây trên sân khấu sẽ là Mong Ước Kỷ Niệm Xưa. Trôi qua mau chỉ còn lại những kỷ niệm thân yêu ơi sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô, bạn bè mến thương ơi sẽ còn nhớ những lúc giận hờn, để rồi mãi chia xa lòng chợt dâng niềm thiết tha nhớ bạn bè, nhớ mãi trường xưa. Đặt bàn tay lên môi giữ chặt tiếng nấc nghẹn ngào, thời gian sao đêm mau xin hãy ngừng trôi, dù vẫn mãi luyến tiếc khi đã xa rồi. Bạn bè ơi vang đâu đây còn giọng nói tiếng cười, những nỗi nhớ niềm thương
Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại, cho bao khát vọng đam mê cháy bỏng sẽ còn mãi trong tim mọi người, để tình yêu ước mơ mãi không phai. Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại, bên nhau tháng ngày, cho nhau những hoài niệm, để nụ cười còn mãi vang trên hàng mi, trên bờ môi và trong những Nếu như bây giờ một ngày đẹp trời cho bạn được quay trở lại thời gian thì bạn có tiếp tục làm ở đài truyền hình hay không? Bạn có, đấy có phải là lựa chọn đầu tiên của bạn hay không? Hay bạn sẽ quay trở về với công việc mà bạn học ở trường Đại học Ngoại thương? Tôi nghĩ rằng là tôi vẫn sẽ lựa chọn công việc ở đài truyền hình. Nhưng nếu như tôi có lựa chọn, đây là lựa chọn của riêng tôi thôi, thì có lẽ là tôi sẽ lựa chọn mình sẽ đi làm ít hơn một chút lại, để mình có nhiều thời gian hơn dành cho những người bạn của mình ở trong trường đại học. Bởi vì khi mà mình vừa đi làm vừa đi học thì mình đã cắt bớt khoảng thời gian gặp gỡ họ, vui chơi với họ. Và đó là điều tiếc nuối nhất của tôi trong quãng thời gian tôi học đại học. Vâng, thưa quý vị, điều đó có thể cho chúng ta thấy được công việc của một biên tập viên ban thời sự khá là vất vả, đặc biệt với một cô gái. Và dường như công việc này đã lấy đi rất nhiều thời gian của một cô sinh viên lúc đó của trường Đại học Ngoại thương. Và kể cả bây giờ nữa, trong khoảng suốt khoảng thời gian mà tôi làm thời sự thì thực sự là trong suốt 6-7 năm đầu tiên tôi gần như rất hiếm khi gặp được bạn bè. Và mình chỉ duy trì cái mối quan hệ của mình ở những cái người thân thiết nhất. Thế cho tôi hỏi nhé, khi đã nổi tiếng rồi thì bạn bè nói gì về bạn? Còn là hạ ngố không? Còn là những hình ảnh đó không? Hay lúc đó sẽ có những hình ảnh hơi khác một chút? Có thể ai đó nếu như không gặp tôi thì sẽ nghĩ rằng mọi thứ hơi khác. Nhưng mà không hiểu sao khi mà mọi người gặp tôi và ngay giây phút đầu tiên thôi thì mọi người sẽ lại ồ lên, ôi vẫn là Hà đấy à. Thầy cô giáo cũng vậy. Khi mà mình trở về trường và gặp lại các thầy cô giáo cũ thì mọi người vẫn xoa đầu, vẫn chạy tới và ôi Hà, cô vẫn gặp con thường xuyên, và mọi tình cảm lại trở về và tràn đầy y như thủa ban đầu. Vâng, xin cảm ơn Hà. Còn bây giờ thì chúng ta lại cùng hướng lên sân khấu. Tôi sẽ mời Hà lắng nghe một giọng ca được tìm thấy từ thời sinh viên và cô ấy đã chuyển sang thành một giọng ca chuyên nghiệp. Đó chính là ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh với một sáng tác của nhạc sĩ Ngọc Châu, bài hát Tạm Biệt. Ngày vui đã
xa dần đã xa rồi đó. Và giây phút tạm biệt với bạn hiền, kỷ niệm mãi trong tim ta, ngày vui ấy ta bên nhau, bao gian khó cuộc đời vượt qua. Ngày vui đã xa dần đã xa rồi đó. Và giây phút tạm biệt với bạn hiền, kỷ niệm mãi trong tim ta, ngày vui ấy ta bên nhau, ta mong ước một ngày lại gặp nhau. Một ngày bình yên, tay cầm tay nắm tay vượt qua, nguyện chung xa cách do nước mắt dâng trào. Ta vẫn thấy cuộc đời vui và niềm tin trong đôi mắt. Chia tay nhé, rồi ngày vui dần đã xa rồi đó. Và giây phút tạm biệt với bạn hiền, kỷ niệm mãi trong tim ta, ngày vui ấy ta bên nhau, ta mong ước một ngày lại gặp nhau. Xin cảm ơn Ngọc Anh đã vừa thể hiện bài hát vừa rồi, và đây cũng là ca khúc cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay. Xin cảm ơn Ngọc Anh và đặc biệt xin cảm ơn biên tập viên Thu Hà, người khách mời trong chương trình ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả quý vị đã chú ý theo dõi chương trình này. Xin chào và hẹn gặp lại. Và đến một ngày đẹp trời tôi mới biết là anh đi dạy ở Đại học Quốc gia Hà Nội. Trên con đường về và đôi tay cầm tay tự tin nói lời yêu thương nhé em. Thì cái hay nhất đến với học trò là một thái độ rất là giản dị, chân thực. Sẽ nhớ hoài ôi bạn bè sao thiết tha, vòng tay thêm lớn từng ngày